Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện đăng hoa tiếu của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. chương 71, Tin Đồn Mưa ở Thịnh Kinh đến đột ngột. Cây quế trước cửa sổ bị mưa làm rụng lá khắp nơi, màn mưa dày đặc từ mái hiên, trời đất tựa như một mảng trắng xóa. Trong phủ vương gia, vương phi bùi vân thư đứng ở cửa, nhanh chóng bước ra đón người ngoài vào người trẻ tuổi khoác áo gấm màu đỏ tươi bị mưa ướt vài phần bước vào từ sân trong gió mưa dữ dội nhưng vẫn giữ được phong thái không hề thấy chút chật vật nào bùi vân thư kéo tay em trai vào nhà vừa trách móc đột nhiên đến cũng không nói trước phương tư nói với ta thì ta đã hoảng hồn ngoài trời mưa lớn thế này sao không mang ô bùi vân ảnh cười ngắt lời chị đi làm việc ngang qua đây tiện thể ghé thăm chị tiện thể Bùi vân thư nhìn những hộp quà lớn nhỏ được người hầu mang vào, mím môi không nói gì. Khi trời tối, đêm sâu như mực đen, chỉ còn tiếng mưa rơi giả dít. Tỷ nữ phương tư đưa khăn sạch cho bùi vân ảnh, hắn nhận lấy lau đi vết mưa trên người, thấy có một tỷ nữ đang đứng ở cửa với chén thuốc, chân trừ không dám vào, nhớ mày hỏi, chị còn uống thuốc à? Bùi vân thư ngẩn ra một chút, lắc đầu nói, thuốc an thai đã sớm ngừng là vương gia bảo nhà bếp nấu cháo. Bùi Vân Ảnh gật đầu, giọng không mặn không nhạt, muộn thế này rồi, ăn khuya không tốt đâu. Nói xong, hắn liếc tỷ nữ đang bưng chén thuốc một cái. Nghe vậy, mặt tỷ nữ lập tức tái đi. Vị thế tử của phủ Triều Ninh công cứ cách một thời gian lại đến vương gia phủ một lần, nói là thăm chị gái, thực chất là đến để chống lưng cho chị gái không được sủng ái này, ngay cả vương gia cũng phải e dè vài phần. Đừng nhìn hắn trước mặt chị gái thân thiện ôn hòa, nhưng ánh mắt vừa rồi hắn nhìn qua, dù mang theo ý cười nhưng cực kỳ lạnh lẽo, giống như bị sói nhìn chằm chằm. Tỷ nữ run lên, không dám nói gì, nhanh chóng hành lễ với Bùi Vân Thư rồi rời khỏi sân. Đợi tỷ nữ đi khỏi, Bùi Vân Thư thở dài, người đã dọa hết người trong phủ rồi. Người rốt cuộc đến đây làm gì? Người trẻ tuổi quay lại, nét mặt lạnh lẽo lúc trước biến mất. Mồi xuống trước mặt Bùi Vân Thư, nhận chén trà từ tay Phương Tư, cúi đầu uống một ngụm, cười nói, đã nói là đi ngang qua, tiện thể thăm chi. Bùi Vân Thư nhìn hắn, trong lòng cảm thấy buồn bã. Bùi Vân ảnh đến đây làm gì, nàng rõ hơn ai hết. Vương gia sùng ái chắc phi, lạnh nhạt chính thê, cả phủ vương gia đều biết. Bây giờ nàng đã có thai, càng trở thành cái gai trong mắt một số người. Bùi vân ảnh dù lợi hại cũng không thể ở bên nàng suốt ngày, chỉ có thể cách một thời gian đến đây, vô tình hay cố ý cảnh cáo một phen. Dù ngông cuồng, nhưng lại rất hiệu quả, thai nhi đã an ổn đến tháng 7, thêm hai tháng nữa là có thể sinh nở bình an. Bùi vân thư cúi đầu, tay đặt lên bụng đã lớn, ánh mắt dịu dàng. Mong rằng đừng có biến cố gì. Bùi vân ảnh như nhìn thấu lo lắng của nàng, chỉ nói phương tư và cẩm ảnh đều ở bên có chuyện gì cứ bảo họ làm không cần lo lắng phương tư và cẩm ảnh là người do bùi vân ảnh đưa vào muốn đưa người vào phủ vương gia không dễ không phải sợ vương gia mà sợ bị hoàng thượng nghi ngờ tuy nhiên hiện tại hai tỷ nữ này là những người mà bùi vân thư tin tưởng nhất trong phủ vương gia bùi vân thư cười ta biết trong viện có họ làm bạn cũng tốt chỉ là ngươi nàng nhìn bùi vân ảnh giọng có chút lo lắng Nghe nói gần đây đại nhân Nghiêm Thừa ở Đô đốc viện làm khó ngươi trên triều, có chuyện gì không? Hoàng thượng giỏi về cân bằng quyền lực, Đô đốc viện và điện soái phủ luôn không hợp nhau. Nghiêm Thừa, người đứng đầu Đô đốc viện, tâm tính hẹp hòi, tàn nhẫn, nhiều lần trên triều gây khó dễ cho Bùi Vân Ảnh. Bùi Vân Ảnh chơi đùa với chén trà trong tay, nghe vậy cười nhạt, "Chị nghe ai đồn thế? Ông già đó làm khó được ta?" Bùi Vân Thư thở dài, chỉ sợ ông ta giở trò sau lưng, dù sao ông ta oán hận phụ thân, lại giận lây sang ngươi. Nghiêm thừa, người đứng đầu đô đốc viện, ghét bùi vân ảnh đến tận xương tùy, không chỉ vì sự cân bằng quyền lực vi diệu giữa hai viện, mà còn vì nghiêm thừa từng bị từ chối hôn sự bởi mẹ của bùi vân ảnh khi còn trẻ. Nghiêm thừa yêu đơn phương mẹ của bùi vân ảnh sâu đậm, nhưng người yêu lại kết hôn với người khác cuối cùng trở thành chiêu ninh công phu nhân. Nghiêm thừa mất mặt, chuyển từ yêu sang hận, ghét cả nhà chiêu ninh công. Giờ đây, mẹ của Bùi Vân Ảnh đã qua đời, mối quan hệ giữa đô đốc viện và điện soái phủ căng thẳng, nghiêm thừa tự nhiên chốt giận lên Bùi Vân Ảnh. Nghe nói nhiều năm trước, Bùi Vân Ảnh ban đầu định vào đô đốc viện, nhưng nghiêm thừa sử dụng quyền lực của mình ngăn cản, khiến Bùi Vân Ảnh không thể vào được, phải chuyển sang điện soái phủ. Nghĩ đến những chuyện này, nét mặt Bùi Vân Thư càng lo lắng. Bùi Vân ảnh thấy vậy, thở dài, đặt chén trà xuống, đứng dậy, "Chị lúc nào cũng nghĩ đến chuyện xấu, nghĩ đến chuyện tốt xem nào." Nghiêm thử yêu mẹ ta sâu đậm, "Ta là con trai của mẹ, ông ta thấy ta như gặp lại người xưa, biết đâu nhớ tình cũ còn giúp ta." Bùi Vân Thư lườm hắn một cái, "Chuyện đó từ bao năm trước, mẹ đã kết hôn sinh con, ông ta còn nhớ tình cũ gì chứ?" Ngươi tưởng chuyện trong sách, đời nào có nam nhân si tình như thế." Bùi Vân Ảnh nhìn thoáng qua đĩa lê xanh trên bàn, nhớ lại khoảng thời gian mùi chua quanh quần trong điện soái phủ, khóe miệng hơi động, cười nói, "Không hẳn, biết đâu đời này thật sự có nam nhân yêu phải nữ nhân đã có chồng, còn đắm chìm không lối thoát." "Ngươi đừng nói bậy." Bùi Vân Thư tức giận nói, nhưng lại ngẩn ra, nghi ngờ nhìn Bùi Vân Ảnh, "Ngươi nói thế nghĩa là sao?" chẳng lẽ ngươi cũng yêu nữ nhân đã có chồng bùi vân ảnh nàng như nghĩ ra gì đó tiến đến gần bùi vân ảnh hạ giọng nói gần đây ta đi dự yến hội mùa hè có phu nhân nói ngươi hình như có người trong lòng ta hỏi là ai thì không nói bí mật ta tưởng người ta đùa nàng nhìn chằm chằm bùi vân ảnh ánh mắt rực lửa bùi vân ảnh ngươi có phạm lỗi gì không bùi vân ảnh im lặng hắn hít sâu một hơi nhìn bùi vân thư cười chị cũng tin lời đó sao ta tin chứ bùi vân thư thành thật trả lời ngươi từ nhỏ đã được các cô nương thích nhưng những năm qua không thấy ngươi thực sự để ý ai tính tình ngươi kỳ lạ gan cũng lớn nếu thật sự thích nữ nhân đã có chồng cũng không phải không thể ngươi lại không quan tâm đến lời người khác thích ai sẽ không cảm thấy xấu hổ còn thấy thú vị ngươi nói thật với chị ngươi thích phu nhân nhà ai bùi vân ảnh hắn nói không có chuyện đó thật không thật bùi vân thư nhìn hắn một lúc thấy hắn thản nhiên không giống nói dối mới thở phào nhẹ nhõm ngồi lại chỗ mình lẩm bẩm hóa ra không phải bùi vân ảnh im lặng một lát nói gần đây điện xoáy phủ bận rộn ta phải đi một chuyến đừng để phương tư và cẩm ảnh rời xa chị nửa bước có chuyện gì tìm đến phủ soái gặp phó sứ tiêu anh ta sẽ giúp Hắn đặt chén trà xuống bàn bên cạnh, đứng dậy, Bùi Vân Thư hỏi: "Ngươi phải đi rồi sao?" Hắn nhìn vào đồng hồ nước trên bàn, trễ rồi. Bùi Vân Thư gật đầu, gọi Cẩm Ảnh mang ô tới, Phương Tư đỡ nàng ra cửa tiễn Bùi Vân Ảnh. Mưa không còn lớn như lúc đến, trời đất mờ mịt như khói. Bùi Vân Ảnh đứng ở cửa, ánh đèn từ mái hiên mờ ảo, trong mưa rơi tí tách. Người trẻ tuổi cao giáo như bức tranh treo ở cổng lầu gặp tiên. Hắn cầm ô định rời đi, chợt nhớ ra gì đó, quay đầu lại. Đúng rồi, ở yến hội mùa hè ai đã nói nhảm với chị? Yến hội mùa hè, Bùi Vân Thư ngẩn ra. Rồi nàng nhớ lại, mỉm cười, người nói người nói ngươi có người trong lòng. Thực ra ta cũng không quen thân, người đó đến nói chuyện với ta có chút kỳ lạ. Là phu nhân của thái phó phủ, bà Đồng mưa đêm ở thịnh kinh rơi trên những phủ quan lớn, cũng rơi trên nhà dân ở miếu khẩu. Trong viện thẩm hình, đèn sáng trưng. Quan thẩm phạm chính liêm ngồi trước bàn, ngọn đèn chiếu lên mặt ông ta, làm mỡ thừa trên mặt ông ta trông như được phủ một lớp dầu mỡ. Quan phục của ông ta hơi chật, bó chặt thân thể, như dây trói thú, có thể đứt bất cứ lúc nào. Bình thường giờ này ông ta đã tan sở, nhưng đêm nay lại muộn mãi chưa về, tiếng mưa rơi tí tách, cửa bị đẩy ra, một nam tử bước vào, người bị mưa làm ướt gần nửa, trông có chút chật vật. Đó là thư lại của viện thẩm hình, Kỳ Xuyên. Kỳ Xuyên giao cuốn sổ trong ngực cho Phạm Chính Liêm, sổ đã bị ướt, Phạm Chính Liêm dùng món út nhấc cuốn sổ, lắc lắc nước trên sổ. Kỳ Xuyên đứng bên, cung kính nói, đây là danh sách thi hương năm nay chuẩn bị gửi cho lễ bộ, xin đại nhân xem qua. Phạm Chính Liêm ử ừ một tiếng, rồi chậm rãi mở cuốn sổ. Tháng sau là thi hương, mỗi năm đến lúc này, bao học trò đi thi. Ai cũng muốn trèo lên cao, nhưng chỉ có bấy nhiêu chỗ. Người đông hơn cháu, tự nhiên phải thể hiện bản lĩnh. Cái gọi là bản lĩnh, chính là xem ai nhiều tiền hơn, ai có quan hệ tốt hơn, không liên quan đến tài học. Cuốn sổ này là danh sách những người đã thể hiện bản lĩnh, là những người chắc chắn sẽ có tên trên bảng vàng vài tháng sau. Phạm chính liêm uống ngụm trà nóng, đêm mưa lạnh lẽo, trà nóng xua tan chút lạnh lẽo, ông ta nheo mắt, cảm thấy thoải mái hơn. Ông ta không xem trọng đám học trò. Học trò có gì ghê gớm, tự cho mình thông minh, tài học bao la, mắt mọc trên đầu, không biết rằng trên đời này, thứ không thiếu nhất là người biết đọc sách. Mỗi năm sổ gửi lên lễ bổ, khi bảng vàng treo lên, người vui nhất thường không phải người học giỏi. Cũng như năm đó ông ta, tài học tầm thường, trong học viện cũng không nổi bật, cuối cùng lại làm quan to nhất, đường làm quan thuận lợi nhất. Ngược lại, người được thầy yêu quý nhất trong học viện, người tài hoa hơn người, bây giờ lại bình thường, cam lòng dưới chướng ông ta, mải mực cầm bút, vất vả trong đêm mưa. Phạm Chính Liêm nhìn Kỳ Xuyên đứng cung kính một bên, nụ cười càng thêm mãn nguyện. Ông ta tùy ý hật sổ. Những người trong danh sách đã sớm gửi tiền cho ông ta, Tất nhiên, số tiền này còn phải chia một phần cho Thượng thư Lễ Bộ. Năm đó ông ta nhờ quan hệ của Thượng thư Lễ Bộ để Kỳ Xuyên thay mình đi thi, thuận lợi trúng tuyển. Sau đó ông ta đi làm khổ sai vài năm, giờ trở về Thịnh Kinh, cùng Thượng thư Lễ Bộ buôn bán, ngày càng thuần thục. Quan trường mà, có tiền có quan hệ, không sợ không thành chuyện. Phạm Chính liêm lật đến trang cuối, ánh mắt dừng lại. Một lúc sau, ông ta nhíu mày chỉ vào một tên trong danh sách hỏi kỳ xuyên, người này là ai, sao chỉ gửi 800 lượng. Mua chuộc quan chấm thi, quan gia để ít nhất cũng phải ngàn lượng trở lên. Tất nhiên, việc này, hơn nữa là có tiền cũng không mua được cơ hội, người có tên trong sổ, nhà cũng có ít nhiều quan hệ. Kỳ xuyên bước lên nhìn, thấy tên bị chỉ là Lưu Tử Đức. Kỳ xuyên nghĩ một chút, trả lời, bẩm đại nhân, người này là con trai Lưu Côn, chủ quán mì ở phố Tước Nhi, năm trước con trai lớn của Lưu Côn là Lưu Tử Hiền trúng tuyển, năm nay gửi tới là con trai nhỏ. Phạm Chính liêm nhíu mày chặt hơn, ta hỏi người này có quan hệ gì? Một chủ quán mì, hai con trai đều có thể nhờ quan hệ, tự nhiên không tầm thường, chỉ là ông ta bận rộn nhiều việc, danh sách thi hương dài như thế, sao nhớ hết từng người, nhất thời không nhớ ra. Kỳ xuyên nhắc khẽ, đại nhân, năm ngoái kinh thành có vụ cướp, tên cướp trốn thoát, chính lưu côn tố giác nơi ẩn náu của tên cướp, mới bắt được hắn. Thấy Phạm Chính Liêm vẫn không phản ứng, Kỳ Xuyên lại nói, lúc đó ngài còn dán lệnh truy nã toàn thành. Nghe vậy, mắt Phạm Chính Liêm sáng lên, hóa ra là hắn. Ông ta làm quan thẩm chưa lâu, mấy năm qua thịnh kinh không có vụ lớn gì, lệnh truy nã toàn thành chỉ có vài vụ. Năm ngoái, chẳng phải là vụ của phủ thái sư. Phạm Chính Liêm kéo dâu mép, ánh mắt lóe lên. Tên họ lục đó không biết trời cao đất rộng, ngu mốc đến nực cười, cầm lá thư đòi công lý, không biết rằng mạng hèn, hắn trong mắt phủ thái sư còn không bằng con chó, nói giết là giết. Còn tên lưu côn kia, lẽ ra cũng nên diệt khẩu cho an toàn, nhưng Phạm Chính Liêm tuy tài học không giỏi, nhưng trên quan trường lại có chút đầu óc. Ông ta giết tên họ lục, bán chút mặt mũi cho phủ thái sư, từ đó thiết lập được chốt quan hệ với phủ thái sư, nhưng chốt quan hệ đó rất mỏng manh. Sau này có xảy ra chuyện gì, chốt tình cảm này chưa chắc đã đổi được gì. Vì vậy ông ta giữ lại Lưu Côn, cũng coi như một con bài cho tương lai. Lại thêm Lưu Côn biết điều, miệng lưỡi ngọt ngào, nên năm đầu con trai ông ta thi đỗ, Phạm Chính Liêm cũng cho cơ hội. Ông ta thích cảm giác nắm quyền sinh sát người khác trong tay, hơn nữa, sau này những người này làm quan, nhớ đến ơn ông ta, quan trường càng thêm thuận lợi. Không ngờ năm nay lại đến, Phạm Chính Liêm nhìn chằm chằm tên Lưu Tử Đức trong danh sách, ánh mắt u ám. Lũ dân đen thật tham lam. Kỳ Xuyên nhìn ra vẻ không vui của ông ta, hỏi, đại nhân, có cần xóa tên người này khỏi danh sách? Phạm Chính Liêm không nói, chỉ kéo dâu mép, một lúc sau, nói, ngươi đi bảo hắn, bảo hắn gửi thêm 800 lượng nữa, tám trăm lượng thêm tám trăm lượng là một ngàn sáu trăm lượng kỳ xuyên nói Liêu côn e không lấy ra được nhiều thế không lấy được thì đừng tới phạm chính liêm cười lạnh hai tiếng một ngàn sáu trăm lượng mua chức quan đã rất rẻ rồi ông ta khấp mắt nếu không phải ta lòng tốt muốn giúp hắn một tay cả đời này hắn cũng chỉ là dân đen ăn bùn sắc mặt kỳ xuyên thay đổi phạm chính liêm không nhận ra đúng rồi ông ta nhớ ra gì đó mở mắt uống ngụm trà vị nữ đại phu đến nhà trước kia sao dạo này không thấy nữa hai tháng trước triệu phi yến mời nữ đại phu đến nhà chữa bệnh phạm chính liêm vô tình gặp một lần nữ đại phu để mặt mục xinh đẹp như hoa bách hợp trong thung lũng mềm mại nõn nà khiến lòng người ngứa ngáy ông ta lập tức để ý chỉ là cô gái đến không nhiều lại có triệu phi yến ở đó Đợi ông ta tan làm về nhà thì nữ đại phu đã đi rồi. Ông ta không tìm được cơ hội tốt, cũng không muốn quá lộ liễu, dù sao bây giờ ông ta là Phạm Thanh Thiên Thanh Liêm. Kỳ Xuyên đáp, nghe phu nhân nói bệnh đã khỏi, sau này không cần lục đại phu đến nữa. Ô, Phạm Chính Liêm nheo mắt. Mỹ nhân xuất thân hèn kém, như đóa hoa dại nở rộ, ai cũng muốn hái, ai cũng có thể hái. Chỉ cần mua một ngôi nhà cho cô ta thấy vinh hoa phú quý, cô ta sẽ vui lòng ở trong lòng, hàng ngày ca hát cho chủ nhân. Dù sao, kẻ hèn kém, sinh ra là để bị người khác hành hạ. Phạm Chính Liêm đặt chén trà xuống, sau kỳ thi hương, bảo cô ta đưa thuốc đến cho ta. Kỳ xuyên cúi đầu, vâng. Bùi vân ảnh, ăn dưa lại ăn ngay chính mình, toát mồ hôi. chương 72, hiềm khích. Mưa rơi tí tách, đêm ở thịnh kinh âm u và lạnh lẽo mang theo sự rét mướt của mùa thu khi kỳ xuyên về đến nhà đã là đêm khuya thanh vắng mái nhà bị rột nước mưa chảy dọc theo chân tường tích tụ thành một vũng nước nhỏ trên mặt đất chỉ cần không để ý một chút đôi giày mỏng sẽ bị ướt súng anh nhấc chân ướt súng lên đẩy cửa bước vào trong nhà trên bàn vẫn còn sáng đèn một phụ nữ trẻ mặc áo lụa đang ngồi trên ghế ở phòng ngoài uống rượu Vỏ tôm vứt bừa bãi trên sàn nhà, mùi rượu nồng nặc trong không khí. Đó là vợ của Kỳ Xuyên, Mã thị. Cô uống đến mức đã có chút say, liếc mắt nhìn Kỳ Xuyên, nhìn thấy nước mưa từ quần áo anh làm ướt sàn nhà, cô thì thầm một câu, bẩn quá. Kỳ Xuyên không để ý đến cô, chỉ liếc nhìn vào trong một cái, hỏi, Cửu Nhi đã ngủ chưa? Cửu Nhi là con trai của Kỳ Xuyên, Mã thị ậm ừ một tiếng anh liền gật đầu cởi chiếc áo khoác ướt sũng ra ném vào thùng gỗ giặt quần áo ở cửa mã thị cầm bình rượu nhìn anh một lúc rồi đột nhiên nhích về phía trước hỏi việc học của con trai đã lo liệu xong chưa kỳ xuyên khượng lại lắc đầu hiện tại kỳ cửu nhi đã đến tuổi đi học cần phải chọn một môi trường phù hợp tuy nhiên các trường học tốt ở thịnh kinh thì không vào được mà những trường học kém thì anh lại không thích Mấy ngày nay, Kỳ Xuyên đau đầu vì chuyện này, nhưng đã hai ba tháng trôi qua, việc học của Kỳ Cửu Nhi vẫn chưa có kết quả. Nghe vậy, Mã Thị bĩu môi, buông một câu khinh bỉ, vô dụng. Kỳ Xuyên cảm thấy huyệt thái dương của mình giật giật, anh thấp giọng quát, nói nhỏ thôi, coi chừng đánh thức Cửu Nhi. Nhưng Mã Thị càng thêm tức giận, lầm bầm chửi rủa, đổ vô dụng, đã bảo rồi, ngày thường nên biết nịnh nọt cấp trên. Người ta cùng vào ti hình nhưng giờ ai cũng hơn anh, chỉ có anh đến giờ vẫn là một tên lục sự. Tiền lương chẳng được bao nhiêu, lại cứ tiêu tốn không ngừng. Nhìn lại mình mà xem, ướt như một con chó không chỗ nương thân, lão nương ngày xưa mắt mù mới gả cho anh, cứ tưởng được làm bà quan, ai ngờ lại phải sống khổ sở thế này, đồ chết tiệt. Kỳ Xuyên nhìn miệng cô ta mở đóng, dưới ánh đèn mờ nhạt, trông như một con cá lớn tham lam nuốt chừng cả đống vỏ tôm lẫn màn đêm đen tối. Mã Thị không phải là người anh tự chọn. Anh đã theo Phạm Chính Liêm nhiều năm, từ huyện Nguyên An đến Thịnh Kinh. Anh đã giúp Phạm Chính Liêm xử lý nhiều vụ án. Anh là cây bút tốt nhất của Phạm Chính Liêm. Phạm Chính Liêm không thể thiếu anh, lo liệu mọi việc cho anh, bao gồm cả việc sắp xếp một cuộc hôn nhân. Mã Thị là cháu gái của một bà vú bên cạnh Phạm Lão Phu Nhân, cả gia đình đều làm việc cho nhà họ Phạm phạm lão phu nhân gà cháu gái của người thân cận cho anh đó là sự nâng đỡ là sự tin tưởng cũng là sự giám sát trần trụi đó là để buộc anh và gia đình phạm luôn gắn bó với nhau nhắc nhở anh rằng anh không phải là một danh sĩ với tài văn chương xuất sắc trong trường thi cũng không phải là một huyện úy tài ba ở huyện nguyên an mà chỉ là một lục sự nhỏ không có thực quyền trong ty hình là một người hầu bình thường nhất của nhà họ phạm mã thị tính tình nóng này Ham hưởng thụ, ngày nào cũng chỉ biết uống rượu chửi rủa, còn chê anh không biết nịnh nọt, nhà họ Phạm nên đến giờ vẫn không có tiền đồ. Ví dụ như lúc này, anh trở về sau cơn mưa, cô ta không hề hỏi han quan tâm, chỉ biết chửi rùa. Đúng là gốc rễ nghèo khổ, cứ tưởng đọc vài câu sách là giỏi lắm sao? Cũng chỉ là một tên hèn hạ, suốt đời làm nô tài không có phúc khí. Những lời này anh đã nghe nhiều lần, đã quen thuộc không còn gây sóng gió trong lòng. Nhưng không biết có phải do đêm nay quá lạnh hay anh quá mệt mỏi, bỗng nhiên anh nhớ lại những lời chế giễu ở ti hình. Nô tài, hèn hạ, đó chính là hình ảnh của họ trong mắt những người kia. Góc tối của căn nhà còn chất đống trứng gà và khoai lang mới, sợ bị nước mưa làm ướt, phía trên đã phủ một lớp vải dầu, nhưng như một mũi tên sắc lạnh, đâm vào mắt anh một cách đau đớn đó là những quả trứng gà và khoai lang mà anh đặc biệt tìm đến thôn quê để mua việc học của cửu nhi vẫn chưa có kết quả phạm chính liêm cứ hứa hẹn anh liền mang những lễ vật này đến nhà họ phạm tìm triệu phi yến nghĩ rằng phụ nữ thường nhân từ hơn có thể nhìn vào những năm tháng anh tận tụy vì nhà họ phạm mà giúp đỡ dù sao đối với nhà họ phạm đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt nhưng sau đó những lễ vật này lại được gửi nguyên vẹn đến tay một người khác những lời của nha hoàn bên cạnh nữ đại phu lại vang lên bên tai tôi đã nghe thấy họ nói đây là đồ ngâm của đám nghèo đã thối rồi để trong phủ cũng chỉ chiếm chỗ nên mới gửi cho chúng tôi nghèo thối rồi nắm tay của kỳ xuyên từ từ siết chặt anh giống như một con chó của nhà họ phạm không có tự tôn không có tiền đồ không có gì cả đêm mưa mã thị vẫn còn đang chửi rủa cũng không soi gương mà xem mình là ai đúng là tên nô tài vô dụng cái gì cũng trông cậy vào làm hại cả nhà phải uống gió tây bắc im ngay kỳ xuyên đá tung cái bàn vỏ tôm trên bàn rơi xuống đất kêu loằng xoằng mã thị giật mình ngày thường khi cô ta chửi rủa kỳ xuyên anh ta không bao giờ đáp trả như một cái hũ nút cô ta ngẩng đầu lên nhìn người chồng ít nói của mình chỉ thấy ánh mắt anh ta âm trầm như bao phủ bởi ngọn lửa như một con quỷ dữ trong đêm mưa nhìn mình đầy hung ác. Cô ta đột nhiên sợ hãi, không tiếp tục chửi rủa nữa. Cho đến khi người đàn ông đá mở cửa, như không thể chịu đựng nổi căn nhà chật trội này, bước ra ngoài mưa. Một lúc lâu sau, Mã Thị mới tỉnh lại, nhìn ra cửa trống rỗng, nhổ một bãi nước bọt, hậm hực nói. Đồ chết tiệt, tốt nhất là chết ngoài đó đi. Mấy trận mưa thu rửa sạch chút hơi nóng còn lại của thịnh kinh sau tiết bạch lộ, đêm càng ngày càng lạnh, những gia đình giàu có thường thức dậy sớm để thu hoạch xương sớm. Trong y học cổ truyền viết, thu xương trên đầu cỏ vào mùa thu, thu hoạch trước khi mặt trời mọc, chữa được bách bệnh, giảm khát, khiến cơ thể nhẹ nhàng không đói, da rẻ mịn màng. Những gia đình có điều kiện mới có thời gian và sở thích này, còn các sĩ tử thì bận rộn lắm, ngày mai đã là mùng 1 tháng 8, kỳ thi mùa thu đã cận kề. Các sĩ tử đang bận rộn chuẩn bị bút mực cho kỳ thi. Tiệm bói của lão mù hà ở miếu đang làm ăn phát đạt luôn có người muốn bói một điềm lành cho con trai đi thi. Những người bán hàng rong ở Tây Nhai thu dọn hàng sớm hơn thường lệ. Nhà của mô hữu tài ở hành cá tươi. Cờ trắng vẫn chưa được gỡ xuống. Nhìn quanh chỉ thấy lạnh lẽo Bảy ngày trước, ngô đại nương đã được an táng. Lão mù hà đã chọn một ngày tốt. Lại chọn một mảnh đất phong thủy tốt để an táng ngô đại nương lúc rời đi còn nói với ngô hữu tài đây là mảnh đất tốt công tử yên tâm lệnh đường chôn ở đây nơi này có thể xuất hiện trạng nguyên công tử sau này nhất định làm quan ngô hữu tài nghe xong chỉ cười nhạt mẹ đã mất rồi dù anh có đỗ trạng nguyên hay làm quan mẹ cũng không thể thấy gió thu thê lương ngô hữu tài nhổ cỏ dại trước cổng rồi quay vào nhà chuẩn bị giấy mực cho kỳ thi ngày mai trong quá khứ Mỗi lần trước kỳ thi mùa thu, mẹ luôn cẩn thận chuẩn bị mọi thứ cho anh. Giờ mẹ đã mất, anh tự mình lo liệu, nhớ lại chuyện xưa, càng cảm thấy thê lương. Ngô Hữu Tài cúi người, kéo cái giỏ cũ từ dưới gầm giường ra. Cái giỏ này là mẹ anh đã mua từ một thí sinh đỗ đạt năm xưa với giá 50 văn, nói là để lấy may. Không ngờ mười mấy năm trôi qua, mẹ đã mất, anh vẫn chưa đạt được ước nguyện anh kéo cái giỏ ra nhưng không mở hộp sách mà ngồi xuống đất ánh mắt quét qua một gói giấy dầu ở góc bàn đó là gói giấy dầu mà lục đồng đưa cho anh gói giấy dầu này trong bóng tối như phát ra ánh sáng mờ nhạt thu hút toàn bộ sự chú ý của anh như một con quỷ vô thường ngồi trên bàn cười nhạo anh ngô hiễu tài ngẩn ngơ những lời của lục đồng ngày đó lại vang lên trong tai anh ngô hiễu tài Ngươi 18 tuổi lần đầu đi thi, đến nay đã 12 năm. 12 năm, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ tại sao một lần cũng không đỗ? Nếu vấn đề gian lận thi cử không được giải quyết, thì sau khi ngươi treo cờ thắp nhang, mua đất chôn mẻ, sau này ngươi cũng sẽ như trước, cả đời lận đận, bị người khác chèn ép. Đây là số phận của ngươi. Nếu trong trường thi có người chết, thì không chỉ là việc của bộ lễ, mà là một chuyện lớn các cơ quan như ti hình, ti giám mục thậm chí cả binh mã tư cũng sẽ vào cuộc. càng nhiều người càng khó làm lớn chuyện thành nhỏ. khi các bên lợi ích xung đột, sự việc vốn đơn giản sẽ trở nên phức tạp. những giám khảo đó là bọn chó mặc áo, làm rối loạn quan trường, khiến người có tài bị kẻ vô tài đè đầu cưỡi cổ. nếu là ta, tất nhiên là giết hắn. giết hắn. Ngô Hiểu Tài bỗng dùng mình. anh ta vội vàng tỉnh lại như tỉnh khỏi cơn ác mộng hai tay nắm chặt nắp giò giết một giám khảo đâu có dễ dàng như vậy chưa nói đến việc có thành công hay không giờ đây anh ta chỉ còn một mình không lo liên lụy đến ai nhưng từ nhỏ học nghĩ xa để vinh danh tổ tiên gần thì giữ gìn đạo đức cha mẹ trên thì báo đáp ân nghĩa quốc gia dưới thì tạo phúc cho gia đình ngoài thì giúp người hoạn nạn trong thì sửa mình khỏi tật xấu là một học giả lại vì tư lợi mà giết người vô tội Đối với anh ta thật sự là sự mê hoặc của tà ma. Giám khảo đó không có thù oán gì với anh ta, dù đúng là như Lục Đồng nói, bị người khác mua chuộc cũng không đáng chết, sao anh ta có thể ra tay? Hơn nữa, anh ta đã làm người dân thường suốt bao nhiêu năm nay, đã quen với việc nhẫn nhịn, chịu đựng bất công, bị ức hiếp, ngay cả ý nghĩ phản kháng cũng không có. Nếu là Ngô Hiếu Tài 18 tuổi, có lẽ còn có một chút dũng khí để chống lại thế tục, chống lại quyền quý. Nhưng giờ đây, Ngô Hữu Tài bị cuộc đời làm hao mòn, đã mất đi khí phách đó, như một tờ giấy mực bị là phẳng, nằm yên giữa trời đất, mặc cho gió mưa tàn phá. Công bằng là thứ xa xỉ, người nghèo không dám mơ tưởng, có lẽ chỉ khi chết đi, xuống âm phủ tìm Diêm Vương mới có thể nhận được một chút ít. Anh ta lắc đầu, như muốn rũ bỏ những suy nghĩ lộn xộn trong đầu cúi xuống mở nắp giỏ. Trong giỏ là một số đồ cũ, anh ta cần cho thêm một số giấy mực mới để mang vào trường thi ngày mai. Anh ta đưa tay lấy vài tờ giấy cũ ra, chạm vào một vật cứng, tò mò lấy ra xem, hóa ra đó là một gói vải đỏ. Đây là, ngô hữu tài ngơ ngác. Vải đỏ là loại vải mẹ anh thường dùng để vá quần áo, gói vải này chắc là mẹ anh lén giấu vào giỏ. Anh cầm gói vải lên, Món tay lướt qua lớp vải thô giáp, như thể còn cảm nhận được hơi ấm của mẹ. Nhìn một lúc, anh ta cố gắng mở gói vải ra, mới phát hiện gói vải được bọc rất chặt, phải tháo năm sáu lớp mới mở hoàn toàn, bên trong là một ít cỏ khô, giữa lớp cỏ khô là 10 thỏi bạc. Tổng cộng là 100 lượng bạc. Ngô Hiểu Tài sững sờ. Đây là số tiền mẹ anh để lại cho anh. Như có một mũi kim đâm vào tim anh, nỗi đau từ từ lan tỏa nước mắt ngô hữu tài trào ra. Mẹ anh sống tàn tiện cả đời, bán cá kiếm tiền, một con cá chỉ được mười mấy văn. Anh không biết mẹ phải dành dụm bao lâu mới có được một trăm lượng bạc này, nhưng chắc chắn đây là số tiền tiết kiệm của mẹ sau bao nhiêu năm vất vả. Mẹ không nói cho anh biết, có lẽ sợ anh lấy tiền này đi mua thuốc vô ích, hoặc vì lý do khác. Ngồi Hữu tài ngồi dưới đất, nước mắt rơi lã chã trong nỗi buồn, còn có nỗi căm hận và không cam lòng bùng lên. Anh ta mãi mãi không thể đỗ đạt, mãi mãi không thể làm quan. Bởi vì con đường thăng tiến đã bị người khác chặn lại, bởi vì anh ta chỉ là một kẻ nghèo khổ ở hành cá tươi. Ngô Hiếu Tài ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào gói giấy dầu trên góc bàn, gói giấy trong ánh sáng mờ nhạt, giữa những thỏi bạc lấp lánh, cười nhạo anh ta không thành tiếng. Như bị mê hoặc, anh ta từ từ đưa tay về phía gói giấy tại sao chứ gió đưa cây trúc lá trúc che tán cây tre người nghèo và kẻ giàu anh ta không muốn cả đời là kẻ nghèo hèn cũng không muốn mãi bị kẻ giàu áp bức những lời lục đồng nói lại hiện lên trong tâm trí anh ta trong linh đường trước cơn bão anh ta hỏi lục đồng tại sao ngươi lại muốn giúp ta người phụ nữ im lặng nhìn anh ta không trả lời ánh mắt đen tối không nhìn rõ Ngô Hiểu Tài biết rõ, cô ta muốn lợi dụng anh, những lời giúp đỡ chỉ là có mục đích khác. Nhưng lúc này, anh ta lại cam tâm tình nguyện bị cô ta mê hoặc. Cảm ơn cô ta vì đã tìm ra một con đường tuyệt vọng nhưng thoải mái trong nỗi đau khổ và hận thù, để anh ta không phải chìm đắm trong nỗi buồn vô tận. Ngón tay Ngô Hiểu Tài chạm vào gói giấy. Gói giấy lạnh lẽo, như một lời nguyền băng giá, ngay lập tức phía sau như có tiếng cười sảng khoái của quỷ vô thường, như đang ăn mừng chiến thắng của trận đấu này. Anh ta nắm chặt gói giấy trong tay, cúi đầu, khóc không thành tiếng trong căn phòng trống trải. Chương 73: Đêm đầy bí mật. Gió lạnh đêm tối như tiếng phụ nữ than khóc, trong nhà họ Lưu, sân viện vang lên tiếng cười nói. Ngày mai là kỳ thi thu, con trai út của nhà họ Lưu, Lưu Tử Đức sẽ tham gia thi vợ của Lưu Khôn, Vương Xuân Chi, đặc biệt chuẩn bị một bữa ăn ngon, chúc mừng con trai sắp bước vào kỳ thi quan trọng. Bàn ăn đầy ắp các món ngon, giữa bàn còn có một bát yến xào. Vương Xuân Chi bưng bát yến xào nhỏ, đưa đến tay con trai út, cười tươi, con trai của mẹ, ăn hết bát này đi, ngày mai vào phòng thi sẽ phải chịu khổ mấy ngày liền đấy. Kỳ thi thu mỗi kỳ ba vòng, mỗi vòng ba ngày ba đêm, chín ngày bảy đêm không được ra ngoài đừng nói gì đến yến xào ngay cả lương khô cũng khó mà ăn ngon lưu tử đức mặc một bộ quần áo mới tinh uống hết bát yến xào mắt lấp lánh sự đắc ý không giấu nổi đúng là đắc ý tiền bạc để lót tay cho quan chủ khảo đã được gửi đi chỉ chờ kỳ thi qua anh ta sẽ trở thành cử nhân sau đó tìm cách làm quan không còn là con trai của nhà bán mì nữa mọi người gặp anh ta sẽ phải gọi là lão gia Nghĩ đến danh xưng lão gia, Lưu Tử Đức cười càng tươi. Anh trai Lưu Tử Hiền thì nhíu mày, thấp giọng nói: "Người của Lễ bộ càng ngày càng tham lam, thật là quá đáng." Mấy ngày trước người lo lót bên Lễ bộ trả lời, nói số tiền gửi thiếu, phải thêm 800 lượng. 800 rồi lại 800, tổng cộng 1600 lượng bạc, đó là một số tiền lớn mà nhiều người cả đời không kiếm nổi. Vì số tiền này, cả nhà phải gom góp tiêu sạch tích lũy, thậm chí cả tiền lương của Lưu Tử Hiền cũng đem ra. Dù là anh em ruột, trong lòng cũng thấy không thoải mái. Vương Xuân Chi nhận ra sự không vui của con trai, mắt đảo một vòng rồi cười nói: "Dù nhiều tiền, nhưng nhà mình buôn bán cũng khá, đợi Tử Đức đỗ đạt làm quan, sau này tiền bạc tự khắc sẽ về tay mình." Nhìn về lâu dài, sau này nhà mình sẽ có nhiều ngày tốt đẹp. Lời này nghe có lý, Lưu Khôn cũng gật đầu, đúng, quan trường không sợ tốn tiền, chỉ sợ có tiền mà không biết tiêu. Mối quan hệ được thiết lập tốt, sau này sẽ dễ dàng hơn. Nói xong, ông ta thở dài, nhà họ Lưu chúng ta từ khi buôn bán nhỏ ở kinh thành cũng phải lén lút, bây giờ cũng coi như đã vươn lên. Nghe vậy, mọi người trên bàn ăn đều trầm ngâm. Nhà họ Lưu khi xưa buôn bán nhỏ ở kinh thành, luôn bị các thương nhân bản địa ức hiếp, nhưng chỉ trong vài năm họ đã có cửa hàng lớn ở phố tước nhi con trai lớn đỗ đạt làm quan con trai nhỏ cũng có tương lai sáng lạn những ngày bị coi thường đã qua đi như cơn sóng biển không còn trở lại đúng là không dễ dàng gì lưu tử đức gắp một viên thịt vào miệng cười hớn hở đương nhiên nhà mình có hai cử nhân ở kinh thành cũng ít có hơn hẳn nhà họ lục ở thường vũ nói đến đây như chạm phải điều cấm kỷ lưu tử đức lập tức im lặng không gian xung quanh cũng trở nên yên tĩnh. Lưu Tử Hiền nhíu mày, Lưu Khôn sắc mặt không vui. Một lúc sau, Vương Xuân Chi cười nói, dù sao mai cũng phải thi, ăn uống xong là không cần lo lắng gì nữa. Bà ta nói mà không nhắc đến tên kia, như bỏ qua một bí mật ngầm hiểu giữa mọi người. Lưu Tử Đức liền hưởng ứng, đúng, đúng, mẹ chỉ cần chờ tin tốt từ con thôi. Mọi người tiếp tục ăn uống. Vì ngày mai có việc lớn, Liêu Tử Đức cũng không dám uống nhiều, ăn xong liền về phòng nghỉ ngơi, Liêu Tử Hiền cũng đi ngủ, Vương Xuân Chi dọn dẹp bát đũa rồi vào phòng, Lưu Khôn ngồi trước bàn cắt bấc đèn. Bấc đèn được cắt ngắn, đèn sáng hơn, trong ánh đèn, Lưu Khôn ngồi thẳng như một cây gỗ già cỗi sắp héo mòn. Gió bên ngoài thổi vào, bóng đen trên tường lay động. Vương Xuân Chi đóng cửa sổ, rồi cởi giày lên giường trời đã lạnh hơn, bà ta kéo áo chặt lại, rụt người vào góc tường. Ánh đèn chiếu vào cổ tay bà ta, không còn vòng vàng nặng trĩu như xưa, nhìn có vẻ trống trải. Vòng vàng là lưu tử hiền tặng mẹ sau khi nhận lương, chiếc vòng vàng quý giá khiến bà ta vui suốt nửa năm. Nhưng mấy ngày trước, chiếc vòng đó đã đổi thành tiền để gửi lễ bộ. Nhìn cổ tay trống trải, Vương Xuân Chi bất ngờ nói, ông à đêm qua tôi mơ thấy thằng Lục Khiêm. Vừa nói xong, gió lớn bên ngoài thổi bật cửa sổ, tạo ra tiếng động lớn, làm bà ta giật mình, vội nhìn ra ngoài. Lưu Khôn cũng bị dọa nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, quát, nói linh tinh gì đấy. Thật mà, như tìm được nơi chốt nỗi sợ, Vương Xuân Chi không khỏi rụt người lại, tôi mơ thấy nó đứng trước cửa nhà mình, không nói lời nào. Bà ta run lên, giọng hạ thấp, ông à, Dạo này mắt tôi cứ giật liên tục, trong lòng không yên, liệu có xảy ra chuyện gì không? Lưu Khôn nhìn khuôn mặt vàng vọt của mình, quát, tiền bạc đã gửi đi rồi, có thể xảy ra chuyện gì? Đàn bà lắm chuyện, nghĩ ngợi vớ vẩn. Vương Xuân Chi nghe vậy liền im lặng, rụt người vào tường, lẩm bẩm, không nói thì thôi. Vương Xuân Chi đã ngủ, Lưu Khôn vẫn ngồi trên giường, bóng ông ta in trên sàn như một bóng đen đáng sợ như một con chim đại bàng. Cha ông ta đã đặt tên ông là Khôn, mong ông ta có thể như đại bàng, bay xa và cao. Lưu Khôn cũng tin rằng mình sẽ có ngày thành đạt, nhưng ông ta không có xuất thân tốt, cũng không có tài năng, đã vất vả suốt nửa đời mà vẫn chỉ là một nông dân ở huyện Thường Vũ. Ông ta ghen tị với người anh họ Lục Khởi Lâm, vừa đẹp trai vừa học giỏi, con trai cũng giỏi hơn con ông ta. Lưu Khôn luôn có cảm giác ghen tị kỳ lạ với anh họ mình, nhưng may mắn là Lục Khởi Lâm có vẻ tự cao, không biết thế nào là thực tế, cuối cùng cũng chỉ là một thầy giáo bình thường ở huyện Thường Vũ. Cảm giác ghen tị ấy cũng dần tan biến. Lưu Khôn ở huyện Thường Vũ đến năm 35 tuổi, không chịu nổi cuộc sống không có tương lai này, liền vay mượn tiền bạc mang gia đình lên kinh thành, quyết tâm thay đổi cuộc sống. Kinh thành đẹp như một bức tranh rực rỡ đầy rẫy sự giàu có và quyền lực. Nhưng sự giàu có đó không dành cho họ. Lưu Khôn và gia đình mang theo những tham vọng lớn lao, nhưng liên tục gặp khó khăn. Sự giàu có lộng lẫy của kinh thành không dành chỗ cho họ, cánh đại bàng không thể vượt qua những người có địa vị. Không có học vấn, không có quan hệ, Lưu Khôn chỉ có thể mở một quầy mì nhỏ ở kinh thành, bán món mì lươn từ huyện Thường Vũ. Ông ta nghĩ Tiền ở Kinh Thành dễ kiếm hơn ở huyện Thường Vũ, từng chút một, sẽ có ngày đạt được mục tiêu. Thời gian trôi qua khó khăn, Lưu Khôn không biết mình đã chịu đựng bao lâu. Ông ta tính toán số tiền tích cóp có thể đủ để mở một cửa hàng nhỏ ở phố Tước Nhi, nơi có dòng người tấp nập, mở cửa hàng ở đó mỗi tháng cũng kiếm được khá nhiều. Ai ngờ mọi chuyện đã đỉnh, đến cuối cùng, chủ nhà lại tăng giá thêm 100 lượng bạc. Tất cả số tiền tích cóp đã hết không còn vay mượn được ai, số tiền như bị nhìn nát, không còn chút nào. Không mở được cửa hàng, ông ta trở về nhà trong tình trạng mất hồn. Vương Xuân Chi đang khóc lóc, nói rằng tiền đặt cọc không được trả lại, 50 lượng bạc đặt cọc mất hết, không biết phải tiết kiệm bao lâu mới có. Con trai thì đi đòi tiền, bị đánh và bị đuổi về. Cả nhà rối loạn, con trai mắng nhiếc, vợ khóc lóc, làm ông ta đau đầu, cảm thấy thê lương chẳng bằng cuộc sống ở huyện Thường Vũ. Trong cơn hỗn loạn, ông ta ngủ quên, tỉnh dậy thì đã đêm khuya, có người gọi ông, biểu túc, biểu túc. Lưu khôn ngẩng đầu lên, lục khiêm đứng trước mặt ông ta, đến trong đêm tối, ánh mắt vừa thảm hại vừa lo lắng. Lục khiêm, lưu khôn ngồi thẳng dậy, không biết nói gì. Lục khiêm nói, biểu túc, phạm chính liêm ở viện hình và thái sư phủ đã ngầm cấu kết, vu cáo tôi để đưa tôi vào tù. Anh ta bước vào nhà, lấy ra một gói giấy từ bình đựng hạt khô. Lưu Khôn ngạc nhiên, đây là gì? Lục Khiêm cười, lúc này anh ta vẫn có thể cười, ánh mắt mang chút láo lỉnh, bằng chứng. Bằng chứng? Bằng chứng mà chị tôi để lại, tôi nghĩ đi nghĩ lại, biểu túc lo cũng phải, nên khi đến gặp Phạm Chính Liêm, tôi giấu nó ở nhà thuốc. Hôm nay tôi đến lấy. Anh ta đến gần Lưu Khôn, im lặng một lúc rồi nói, biểu thúc, hiện tại lệnh truy nã đã được phát ra tôi là tội phạm không thể ở lại đây làm liên lụy lưu khôn hỏi vậy sau này cháu tính sao tất nhiên là tiếp tục tìm cách đòi lại công bằng cho chị tôi biểu thúc anh ta cúi đầu nếu tôi chết không cần lo lắng về thi thể xin thúc viết thư về huyện thường vũ lừa dối cha mẹ tôi lừa được bao lâu thì lừa nhưng anh ta cười mang theo vẻ bất cần của tuổi trẻ tôi nghĩ tôi không dễ dàng rơi vào tay họ anh ta vẫy tay cháu đi đây người thanh niên sẽ biến mất ở cửa như biến mất hoàn toàn trong màn đêm vô tận của kinh thành lưu khôn nói đợi đã lục khiêm quay lại sao vậy đây vốn là lúc chia tay ông ta nên dặn dò cẩn thận người cháu mà ông ta đã chăm sóc nhưng vào lúc đó không biết vì sao lưu khôn đột nhiên nhớ đến lệnh truy nã mà ông ta thấy trên phố trong đó có khoản thưởng 100 lượng bạc. 100 lượng, vừa đủ để mở cửa hàng ở phố Tước Nhi, cũng đủ để giải quyết tình trạng hỗn loạn của gia đình. Lục Khiêm hỏi, biểu thúc. Lưu Khôn giật mình, nói, Lục Khiêm, tối nay ở lại đi, bên ngoài toàn quan binh. Vậy cháu càng không thể ở lại, biểu thúc, cháu ở lại đây, nếu bị phát hiện, nhà túc cũng sẽ bị liên lụy. Nói rồi anh ta lại muốn đi, Lưu Khôn kéo anh ta lại lục khiêm ngạc nhiên lưu khôn nuốt nước bọt cháu ở ngoài đã mấy ngày chắc chưa ăn uống gì đi cũng không biết khi nào mới yên ổn chờ một chút để biểu thầm làm cho cháu một bát mì lươn ăn xong hãy đi không thể từ chối lưu khôn lục khiêm đành đồng ý ở lại thêm một lát vương xuân chi bị lưu khôn gọi dậy nấu mì rất khó chịu mắng nó là tội phạm truy nã ông còn nấu mì cho nó ăn ông không sợ liên lụy tôi còn sợ đấy Lưu Khôn mắt sáng lên, đúng, nó là tội phạm truy nã. Cũng là số tiền giúp họ vượt qua khó khăn. Một lát sau, Lưu Khôn bưng bát mì thơm phức đặt trước Lục Khiêm, anh ta cầm đũa ăn nhanh, vừa ăn vừa cười nói, nhiều năm rồi, tay nghề của biểu thẩm vẫn không thay đổi. Lưu Khôn cũng cười, cười cười, rồi nhìn lại, thấy Lục Khiêm đã gục xuống bàn ông ta đã bỏ đủ thuốc mê vào bát mì, đủ để hạ gục một con voi dưới ánh đèn yếu ớt nửa mặt lưu khôn bị bóng tối che phủ ông ta nhìn gương mặt trẻ ngủ không biểu cảm ông nghĩ lục khiêm đã đắc tội với người của thái sư phủ sớm muộn gì cũng chết thả chết trong tay ông ít nhất còn giúp ích được cho gia đình một mạng người một trăm lượng bạc đủ để mở cửa hàng ở phố tước nhi còn bằng chứng đó có thể sẽ đem lại nhiều hơn nữa vương xuân chi đã báo quan trở về túc dục từ phía sau cửa nên ông đứng dậy đi tới dầm cửa không đóng kín gió bên ngoài thổi vào làm cửa đập vào khung cửa ngắt dòng suy nghĩ của lưu khôn ông đứng dậy đi tới như đêm hôm đó rắc một tiếng khóa cửa lại gió lạnh thổi qua nhà nghèo cũng như nhà giàu thổi qua đèn lồng của các quan to đêm nay có người cười có người khóc trong phòng Lục Đồng đang thắp hương trước bàn thờ Phật nhỏ. Ngân Tranh từ ngoài bước vào, cười nói: "Ngày mai là kỳ thi thu, người hầu của công tử nhà họ Đồng vừa đến mua trà thuốc, tôi nhân danh cô nói vài lời chúc may mắn, mong công tử nhà họ Đồng vui vẻ." Lục Đồng khẽ cười. "Năm nay Đồng Lân cũng tham gia thi thu, bệnh phổi của anh ta đã thuyên giảm, ở trong phòng thi vài ngày cũng không vấn đề gì. Đồng phu nhân không mong Đồng Lân đỗ đạt cao." chỉ mong anh ta đi thi để mọi người thấy rằng con trai mình khỏe mạnh không phải là người bệnh tật như lời đồn đồng lân không giấu được cảm tình với lục đồng ngân tranh nghĩ có lẽ đồng lân đi thi lần này cũng muốn lục đồng thấy đàn ông mà trước mặt người mình thích luôn muốn thể hiện mình dù hành động có mốc nghếch đến đâu ngân tranh nói người hầu nhà họ đồng đi rồi cô không xin phật cho anh ta à lục đồng cầm lấy hương châm lửa trong bàn thờ Phật nhỏ, Phật bà nhìn cô với ánh mắt từ bi, lạnh lùng và nhân hậu. Cô cúi đầu ba lần, cắm hương vào lư hương, khẽ nói. Vậy thì cầu cho anh ta, đỗ đầu bảng, danh tiếng lẫy lừng, thành công rực rỡ. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 74, độc phát. Ngày mùng 1 tháng 8, trước kỳ thi thu. Trước cửa cống viện, chen chúc những thí sinh chuẩn bị vào thi kỳ thi thu của triều lương mỗi hai năm một lần, năm nay trùng với kỳ thi ân khoa của hoàng gia, nên ai cũng có thể tham gia. Thi thu có ba hầm, mỗi vòng ba ngày, không chỉ cần học lực, mà còn là thử thách lớn về thể lực. Trước xe ngựa, đồng phu nhân nắm tay đồng lân, cẩn thận xem xét trang phục của con, miệng lẩm bẩm bộ đồ này có phải mỏng quá không? Nghe nói trong phòng thi lạnh lắm, không có lò sưởi lạnh như vậy con sẽ bị cảm mất thôi. Đồng Lân từ nhỏ đã được nuông chiều, đột nhiên phải vào phòng thi suốt 9 ngày 7 đêm, đồng phu nhân lo lắng vô cùng. Mẹ, con không sao đâu, đồng Lân cảm thấy không thoải mái, trước cửa cống viện, thí sinh đi lại đông đúc, chỉ có mỗi anh là được gia đình đưa đón bằng xe ngựa và có nhiều người hầu theo, thật khác biệt. Mẹ cũng chỉ lo cho con, vào cống viện rồi phải thi đến khi xong mới được ra, nếu con đói hay lạnh thì biết làm sao. Thắng quyền đồng phu nhân gọi người hầu bên cạnh cậu xem lại giỏ thi của công tử có sót gì không vâng đúng lúc này có một thư sinh đi qua nhìn thấy cảnh mẫu tử tình thâm này trong lòng cảm thấy sao động ngô hiễu tài đứng ngây ra đó những năm trước mỗi lần đi thi mẹ anh cũng đều tiễn đến cửa cống viện ân cần dặn dò bà không bao giờ lo lắng về bài viết của anh hay việc anh có làm quan được không điều bà lo nhất cũng như nhắc đi nhắc lại chỉ là phòng thi có lạnh không quần áo có đủ mặc anh có no bụng không cuối cùng bà luôn mỉm cười và nói mẹ ở nhà chờ con thi xong nhưng giờ đây nhà không còn ai chờ anh về trước cửa cống viện cũng không còn ai nhắc nhở anh có người vỗ vai anh hữu tài Ngồi hữu tài quay lại thấy một ông lão ăn mặc như thư sinh áo vải xanh rách đội mũ vuông dâu tóc bạc phơ gầy gò tay cầm giỏ thi cũ kỹ. Anh ngạc nhiên, ông Tốn. Anh nhận ra người này là một ông già sống gần miếu, năm nay đã ngoài 70, từ khi trưởng thành đã thi suốt mấy chục năm mà chưa đỗ lần nào. Nghe nói gần đây sức khỏe ông ấy ngày càng kém, đi lại khó khăn, không ngờ năm nay vẫn đi thi. Nhìn thấy cậu từ xa, ông Tốn nở nụ cười, tôi vừa nhìn thấy tên cậu trên danh sách, phòng thi của chúng ta liền kể nhau chắc chắn lần này chúng ta sẽ đỗ cả hai. Ngô Hữu Tài nhìn ông lão bước đi run rẩy, không nói gì. Ông Tốn không nhận ra vẻ khác lạ của anh, chỉ nhìn quanh những thí sinh trẻ tuổi đi qua, trong mắt hiện lên vẻ ngưỡng mộ và hy vọng. Đến giờ, các quan coi thi bắt đầu thúc dục, thí sinh cùng nhau vào cổng cống viện, quan coi thi kiểm tra giỏ thi rồi lần lượt vào phòng thi. Phòng thi hướng nam thành hàng, tổng cộng có 66 phòng phòng thi của Ngô Hữu Tài nằm ở giữa, ngay cạnh phòng thi của ông Tốn. Đến gần cửa, ông Tốn nói thầm, viết cho tốt, tôi mơ thấy điềm lành, năm nay hai ta chắc chắn đỗ. Ngô Hữu Tài chỉ cười, cầm giỏ thi bước vào phòng. Xa xa, cổng cống viện đóng lại. Phòng thi như một con quái vật khổng lồ ở Kinh Thành, nuốt chửng hàng ngàn học sinh mà không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào. Kỳ thi thu có ba vòng, mỗi vòng ba ngày. Vòng đầu tiên là thi tứ thư ngũ kinh, vòng 2 thi sách vấn, vòng 3 thi thơ phú. Trong suốt thời gian thi, thí sinh ăn ngủ và vệ sinh trong phòng thi, không được ra ngoài. Ngô Hữu tài ngồi trong phòng, nhìn tờ giấy thi trước mặt, cẩn thận xem xét từng chữ, như suốt 12 năm qua, cầm bút, cúi đầu viết. Thời gian chậm rãi trôi qua, trời cống viện từ sáng đến tối, rồi lại từ tối đến sáng. Giữa các vòng thi có hai lần thay đổi phòng, lần thay đổi cuối cùng khi thi sách vấn, bên ngoài bắt đầu mưa phun. Lúc này đã là canh ba, Ngô Hiếu Tài cùng các thí sinh khác chờ quan coi thi gọi tên để đổi phòng. Trời tối đen, trong đêm đen không thể phân biệt được ai là ai, bên cạnh phòng thi có gian phòng của quan coi thi, trước phòng có cây cối rậm rạp, dường như có bóng người di chuyển. Có lẽ hôm nay Ngô Hiếu Tài còn tỉnh táo không hiểu sao trong mưa lạnh tầm nhìn lại tốt đến vậy. Anh thấy rõ có người đang thay đồ, núp trong rừng cây trước phòng quan coi thi. Đến khi quan coi thi gọi tên, người được gọi không nói gì, lặng lẽ rút vào bóng tối của lùm cây. Lúc này có người khác bước ra, nhận mũ và áo của người vừa được gọi, rồi bước ra, trở thành người được gọi. Người bị gọi tên ban đầu béo mập, còn người ra sau lại gầy nhỏ. Ngay lập tức, Ngô Hữu Tài hiểu ra anh mở miệng muốn hét lên nhưng trong đầu lại hiện lên lời lục đồng anh yếu thế quan lại cấu kết có khi còn tìm cớ bắt anh lại đến khi kỳ thi kết thúc mới thả lúc đó không còn chứng cứ nữa anh đột nhiên im lặng hét lên nói ra thì có ích gì quan chủ khảo kỳ thi thu có hai người quan coi thi có bốn người còn có một người điều tra nhiều quan tuần tra nhiều người như vậy Chẳng lẽ không ai phát hiện ra việc gian lận này? Cổng cống viện đã đóng, không được mở lại trước khi thi xong, nếu không có ai cho phép từ trước, những người gian lận này làm sao vào được? Cho dù anh có hét lên, quan chủ khảo tùy tiện tìm cớ bắt anh, dù lời anh có thể gây nghi ngờ cho thí sinh khác, nhưng kỳ thi chưa kết thúc, không ai vì chút nghi ngờ mà bỏ qua tương lai của mình. Anh cũng không thể tiếp tục thi. Mưa phùn thấm ướt vạt áo ngô hữu tài đứng yên miệng nở nụ cười chua chát anh nhìn xa xăm trong lều hai quan chủ khảo mặc đồ lụa ngồi thoải mái nhấp trà trong bóng tối dường như có một cô gái mặc áo trắng ngồi xa xa mỉm cười nhìn anh nếu là tôi tất nhiên là giết hắn giết hắn góc sắc nhọn của gói giấy trong tay đâm vào ngón tay anh ngô hữu tài bừng tỉnh chậm rãi nắm chặt gói giấy trong tay Mưa thu vẫn tiếp tục, từng giọt rơi trên người, như muốn thấm vào lòng người. Đã hết giờ gọi tên, Ngô Hữu Tài theo đoàn thí sinh dài như con rắn, bước vào phòng thi mới, như bước vào một môi mộ đã được chuẩn bị sẵn cho anh. Vòng thi cuối cùng là thơ phú. Đây lẽ ra là sở trường của Ngô Hữu Tài, nhưng anh vẫn chưa cầm bút, chỉ ngồi nhìn ngọn đèn đồng trong căn phòng nhỏ. Áo đã ướt vì mưa, Ngô Hữu Tài không để ý, Chiếc áo này mẹ anh may cho anh 12 năm trước, trước lần đầu tiên anh đi thi, để lấy may, dùng vải thô màu đỏ. 12 năm trôi qua, cổ và tay áo đã bị thời gian làm mòn, nhưng anh không muốn thay vì trên đó có dấu vết của mẹ anh. Anh ngồi yên trong phòng rất lâu, cho đến khi trời sáng, tiếng gà gáy vọng từ xa, anh mới chậm rãi cầm bút, viết lên tờ giấy thi trước mặt. Anh viết rất chậm, từng chữ một cẩn thận, nét mặt nghiêm trang. Nhưng nếu nhìn kỹ, lại có vẻ tàn lụi. Viết xong chữ cuối cùng, Ngô Hữu Tài đặt bút xuống. Anh cầm tờ giấy lên, nghiêm túc đọc lại, rồi đặt xuống, ngẩng đầu nhìn xa. Bên ngoài phòng thi, trời đã sáng, kỳ thi thu sắp kết thúc, không lâu nữa, quan sẽ thu bài và tương lai của những người trong 66 phòng thi sẽ được quyết định. Ngô Hữu Tài lấy gói giấy nhỏ từ trong tay áo ra. Anh mỉm cười bình thản, rồi mở gói giấy ra trong phòng thi gần đó ông tốn đặt bút xuống xoa bóp tay run rẩy ông ta đã rất già có lẽ không còn đủ sức để thi lần sau nhưng kỳ thi thu đã trở thành nỗi ám ảnh của ông trong nhiều năm ông không con không cái không vợ cha mẹ đã mất dường như đến với đời chỉ để tìm kiếm công danh người như ông trong đời có vô số nhưng những người bình thường muốn một bước lên trời đây là cách trực tiếp nhất và có vẻ là hy vọng lớn nhất khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông tốn nở nụ cười hài lòng có lẽ giấc mơ của ông mấy ngày trước sẽ thành hiện thực ông cảm thấy năm nay cả ba vòng thi đều viết rất tốt có lẽ năm nay sẽ đạt được công danh trước khi về với đất ông tốn đặt bài thi sang một bên lấy vài miếng lương khô từ giỏ thi ra trước khi đổi phòng thí sinh nhận lương khô đủ dùng trong hai ngày từ quan coi thi trong đó có bánh nướng, bánh ngọt, vị cũng khá ngon. Ông tốn lo không đủ thời gian làm bài, nên chưa ăn. Giờ thì bài thi đã hoàn thành, chỉ đợi quan coi thi đến thu bài, ông mới nhận ra mình đói cồn cào. Ông ta vừa cầm miếng bánh nướng cắn một miếng, thì đột nhiên nghe tiếng kêu thảm thiết từ gần đó, độc. Có người hạ độc, cứu tôi với. Tiếng kêu này vang lên đột ngột, trong không gian yên tĩnh của cống viện như một tiếng sấm, làm ông tốn giật mình, miếng bánh nướng rơi xuống đất. Ông ta không có thời gian nhặt lên, đẩy cửa sổ phòng thi ra, cố gắng nhìn ra ngoài. Phòng thi của cống viện đều được khóa chặt để ngăn thí sinh gian lận, cửa sổ cũng có khóa, chỉ mở được một nửa. Từ cửa sổ mở một nửa, ông ta có thể thấy rõ, trời đã sáng, trong sân rộng của cống viện, một bóng người mặc áo đỏ lăn ra ngoài, ngay giữa sân. Người này xuất hiện đột ngột quan coi thi và quan chủ khảo chưa kịp phản ứng. Ông Tốn còn nghĩ người này đã phá cửa phòng thi chạy ra ngoài nhưng một khi phá cửa, kết quả kỳ thi năm nay sẽ không tính, chẳng phải uổng phí cả năm sao. Ngay lúc đó, tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông lại vang lên. Thưa các đồng môn, trong lương khô có độc, lương khô có độc. Lương khô có độc, dường như để chứng minh lời anh ta, bóng người lăn trên đất dần chậm lại, tứ chi co giật, miệng nôn ra máu đen, tạo thành một vết đen kinh hoàng trên mặt đất. Ông tốn sững sờ, nhìn miếng bánh nướng rơi trên đất, tim đập mạnh một cách kỳ lạ. Lương khô trong cống viện đều được phân phát đồng bộ, những năm trước thí sinh tự mang lương khô, nhưng vì phòng thi ẩm thấp, thức ăn nhanh chóng hư hỏng. Sau này, bộ lễ sắp xếp cung cấp lương khô cho thí sinh trong suốt kỳ thi thu. Người này nói lương khô có độc, vậy ông tốn đột ngột rụt tay lại như chạm phải rắn độc ném giỏ thi ra xa bánh ngọt rơi lả tả trên đất các phòng thi xung quanh đột nhiên ồn ào lúc này hầu hết đã hoàn thành bài thi thấy cảnh tượng kinh hoàng thí sinh không khỏi hoảng sợ ông tốn ôm um ngực tim đập mạnh thở dốc nhưng lúc này trong đầu lại lóe lên một ý nghĩ kỳ lạ giọng nói kia nghe quen tai như đã nghe ở đâu ông ta vừa nghĩ vừa run rẩy đầy cửa sổ mạnh dạn nhìn người ngã trên đất áo đỏ mũ vuông thân hình nhỏ bé người nằm trên đất đầu nghiêng miệng chảy máu thành vũng mắt anh ta mở to vẻ đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt da dường như xanh tái như một hồn ma chết cứng mắt không còn sinh khí đối diện với ông tốn ông tốn thở gấp một lúc sau ông ta ôm ngực kêu lên có có tài à Nhà thuốc Nhân Tâm mở cửa lúc đã qua giờ Tỷ. Sau tiết lập thu, ngày ngắn lại, đêm dài hơn, trừ những người bán đồ ăn sáng, các tiểu thương trên phố Tây đều mở cửa muộn hơn nhiều. Ngân Tranh đang lau lọ thuốc trên quầy, chàng trai từ tiệm may đối diện chạy vội tới, vừa chạy vừa kêu lớn, có chuyện rồi, cống viện có chuyện rồi. Thợ may Tôn đang cầm bát xúc miệng, nghe vậy quay lại hỏi, chuyện gì? Người ở phòng trực vừa nói, nghe thấy trong cống viện có thí sinh chết, nói là có người hạ độc trong phòng thi, giờ đang loạn hết cả. Ngân tranh rôn tay, làm rơi một lọ thuốc xuống đất. Trời ơi, bà Tống từ tiệm giày nghe tiếng chạy ra, trong cống viện toàn là học sinh thi cử, ai lại hạ độc học sinh chứ? Tôi không biết, chàng trai gãi đầu, cửa cống viện chưa mở, không biết tình hình thế nào. Ngân tranh mặt biến sắc, không để ý gì nữa, kéo rèm đi vào sân lúc này còn sớm, Đỗ Trường Khanh và A Thành chưa đến, Hạ Vinh và người hầu cũng chưa ra ngoài. Trong sân, Lục Đồng đang thu thuốc phơi khô vào giỏ gỗ. Ngân tranh chạy ba bước đến trước mặt Lục Đồng, giọng run rẩy. Cô, không ổn rồi, ngoài kia đồn cống viện có thí sinh chết. Lục Đồng dừng lại, cô nói thí sinh chết. Nét mặt cô thay đổi, hỏng rồi. Ngân tranh càng hoảng, cô nói sao, có phải ngô tú tài hạ độc nhầm người không? Không phải, lục đồng đặt giỏ gỗ xuống, ánh mắt thay đổi vài lần, là anh ta tự uống thuốc. Ngô Hữu tài không giết quan chủ khảo, cũng không giết người khác, chỉ có thể dùng thuốc lên chính mình. Cô xúi dục ngô Hữu tài giết quan chủ khảo, chỉ lợi dụng sự giận dữ trong lòng anh ta. Nhưng đến đường cùng, ngô Hữu tài lại chọn uống thuốc độc. Lập tức, lục đồng hiểu ý của thư sinh này lúc này vòng thi cuối sắp kết thúc ngoài cống viện đã có gia đình thí sinh chờ đợi trong phòng thi thí sinh cũng lo lắng tin tức này đã lan ra ngoài rõ ràng đã gây ra không ít xôn xao đối với ngô hiễu tài mục đích dường như đã đạt được chỉ cần gây ra xôn xao thu hút sự chú ý có lẽ sẽ có cơ hội điều tra gian lận trong thi cử nhưng cái chết của một thí sinh vô danh và cái chết của một quan chủ khảo sức ảnh hưởng ở kinh thành là khác nhau cổng cống viện không mở không ai biết sự thật bên trong kỳ thi chưa kết thúc đủ thời gian để dẹp yên sự việc ngô hữu tài vẫn nghĩ đơn giản quá ngân tranh hoảng loạn cô giờ phải làm sao lục đồng trấn an cô ta đừng hoảng rồi suy nghĩ một lát em đi đồng ra ngay đồng ra lục đồng gật đầu thì thầm vào tay ngân tranh vài câu sau cùng ngân tranh nhìn lục đồng có chút do dự, làm vậy có ổn không? Ánh nắng sáng sớm trói mắt, làm lục đồng hơi mở mắt. Cô ngẩng đầu, nhìn khoảng không xa xăm, lẩm bẩm. Ai biết được, cứ thử xem. Lưu ý, có chuyện và quy định thi cử trong chuyện đã được điều chỉnh theo tình tiết hư cấu. Chương 75, các bên thế lực. Phủ thái phủ tự khanh, đồng phu nhân đang ngồi trước gương trải tóc. Trưa nay, vòng thi cuối cùng của kỳ thi thu sẽ kết thúc đồng phu nhân dự định đi đến cổng cống viện đón đồng lân bà chỉ có mỗi một đứa con trai là đồng lân những năm qua vì sức khỏe yếu đồng lân chưa từng tham gia thi cử bà thậm chí không biết cổng cống viện nằm ở đâu năm nay đồng lân lần đầu tiên tham gia thi dù đỗ hay không đồng phu nhân cũng muốn lộ diện trước mặt người khác tất nhiên bà phải trang điểm thật lộng lẫy để nở mày nở mặt cho con trai một tỷ nữ đằng sau cắm một cây châm ngọc bích đính ngọc trai vào búi tóc của bà, động tác hơi mạnh làm bà đau. Đồng phu nhân kêu lên một tiếng, tỷ nữ vội quỳ xuống xin lỗi. Đồng phu nhân chừng mắt nhìn cô ta, vụng về quá. Tự mình chỉnh lại cây châm, soi gương, cuối cùng mới hài lòng, rồi hỏi người hầu bên cạnh, bây giờ là mấy giờ rồi? Xe ngựa đã chuẩn bị xong chưa? Thắng quyền đâu? Thắng quyền. Gọi hai tiếng, không thấy hộ vệ vào chỉ thấy một tiểu đồng hoảng hốt chạy vào vừa vào cửa đã quỳ xuống trước mặt đồng phu nhân phu nhân phu nhân không hay rồi đồng phu nhân liếc nhìn cậu ta không vui hỏi lại chuyện gì nữa cống viện cống viện xảy ra chuyện rồi chuyện gì tiểu đồng cúi đầu thân mình run rẩy như cái sàng không dám nhìn biểu cảm của đồng phu nhân nghe nói nghe nói trong phòng thi có một học sinh chết phòng thi có một học sinh chết ban đầu đồng phu nhân nghe chỉ thoáng qua nhưng sau một lát dường như hiểu ra ý nghĩa của lời này sắc mặt bà thay đổi ngay lập tức bà đứng bật dậy nhìn chằm chằm người đang quỳ dưới đất ai chết tiểu nhân tiểu nhân không biết người ngoài cống viện nói khi đó trong đó rất ồn ào chỉ loáng thoáng thấy là một người mặc áo đỏ tiếng kêu rất lớn nói có người hạ độc vào lương khô trong giò thi của thí sinh đồng phu nhân nghe hai chữ áo đỏ thân mình lảo đảo suýt ngất đi áo đỏ đồng lân mặc áo mới chính là bà đặc biệt nhờ thợ may làm một bộ y phục bằng vải đỏ mới cho anh hy vọng lần đầu thi cử được may mắn người này có thể là con trai bà đồng phu nhân kêu lên con ơi thân mình lảo đảo vài bước tỷ nữ vội đỡ bà ngồi xuống ghế việc này đã báo cho lão gia chưa lão gia còn ở trong cung đã cử người đi rồi. Đồng phu nhân nghiến răng, đợi ông ấy về. Đến bao giờ nữa, bà đứng bật dậy, nhanh, chuẩn bị xe ngựa, ta phải đến cống viện ngay. Nhận được tin tức, đồng phu nhân không trần trừ, lập tức bảo người chuẩn bị xe ngựa đi đến cống viện. Trên đường đi, hộ vệ thắng quyền ngồi trên ngựa dẫn đường, vừa an ủi đồng phu nhân, phu nhân đừng lo, tin tức ở cống viện không rõ ràng, thiếu gia có quý nhân phù trợ, nhất định không có việc gì đồng phu nhân mắt đỏ hoe nắm chặt khăn tay người biết gì chứ không lý nào vô cớ có người đến trước cổng nhà ta nói về con trai ta chắc chắn có điều gì đó ta đã bảo đi đón nó sớm nhưng nó không chịu nhất định đợi đến khi vòng thi cuối kết thúc mới để đến cống viện con ta nói đến cuối giọng bà trở nên sắc bén nếu con ta thật sự xảy ra chuyện hôm nay những người trong cống viện không ai được yên Đồng lân là báu vật của đồng phu nhân, hễ liên quan đến con trai, bà mất hết lý trí, trở nên điên cuồng, thắng quyền cũng không dám nói thêm gì. Khi xe ngựa đến cổng cống viện, từ xa đã thấy cổng cống viện có rất nhiều người tụ tập. Một số tuần tra và giám thị đang xua đuổi những người dân đứng xem, đi đi, đứng ở cổng làm gì, kỳ thi thu chưa kết thúc, đứng xa cổng một chút. Đồng phu nhân thấy vậy, lập tức kéo váy xuống xe ngựa, hùng hồ tiến tới cổng viện túm lấy một tuần tra hỏi con ta đâu người tuần tra không nhận ra đồng phu nhân chỉ thấy bà ăn mặc lộng lẫy không dám coi thường giọng nói cũng không còn dữ dằn như ban đầu kỳ thi thu chưa kết thúc con ta đâu đồng phu nhân cắt ngang lời anh ta giọng cao và sắc bén con ta ở đâu các giám thị khác thấy vậy vội chạy đến hỏi thăm đồng phu nhân tự tin vì là quan viên lại liên quan đến con trai tất nhiên không sợ bọn họ, yêu cầu ngay lập tức gặp xác chết, hoặc để Đồng Lân ra khỏi phòng thi, bà muốn thấy con trai nguyên vẹn. Giám thị toát mồ hôi, cười trừ, "Phu nhân, các phòng thi đều khóa kín, nếu lệnh lang ra ngay bây giờ, kết quả kỳ thi thu năm nay chắc chắn không được tính." "Còn xác chết, anh ta liếc nhìn phía sau, khó xử nói, ngoài này nhiều người như vậy, sợ gây hoang mang trong và ngoài phòng thi." "Đồng phu nhân cười lạnh, không cho con ta ra à không sao vậy ta vào trong xem nó cũng như nhau điều đó càng không được trong cống viện người không phận sự không được vào anh ta càng từ chối đồng phu nhân càng nghi ngờ tại sao những người này không để bà vào xem đồng lân cũng không cho xem xác chết vô cớ có người đến trước cổng nhà nói có thí sinh chết liệu trong cống viện có người biết rõ sự tình đến thông báo những người này có vẻ sợ sệt lo lắng khiến người khác không khỏi nghi ngờ trước có nghi ngờ sau có căm hận đồng phu nhân tức giận lại trở nên bình tĩnh bà nhìn giám thị trước mặt trước khi kỳ thi thua kết thúc không cho vào cũng không cho ra các ngươi nói thi sinh chết không phải con ta nhưng có người chết là sự thật đúng không lương thực trong cống viện có vấn đề mỗi người trong phòng thi đều có thể là hung thủ nếu đã vậy thì không ai được đi dù kỳ thi thua kết thúc tất cả đều không được ra. Thắng quyền bà gọi tên hộ vệ, ánh mắt đột một sắc bén, người đi báo binh mã ti, nói rằng ở cống viện xảy ra án mạng, có người muốn hạ độc giết thi sinh. Giám thị nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Đồng phu nhân cười lạnh liên tục. Em rể bà ở binh mã ti làm chi sự, an ninh kinh thành vốn do binh mã ti quản lý, bây giờ các quan coi thi không cho bà vào, thì bà sẽ không để họ ra. Chuyện này mà lộ ra, Xem ai được yên ổn. Bà đang suy tính, hai giám thị nhìn nhau, đều thấy sự lo lắng trong mắt nhau. Trong cống viện chết một học sinh nghèo, thực ra không phải chuyện lớn. Dù ngoài kia có tin đồn, nhưng nếu không có chứng cứ, một thời gian nữa cũng sẽ lắng xuống. Nhưng binh mã ti muốn can thiệp thì không ổn, thi sinh trong phòng thi không ra ngoài, một khi điều tra nghiêm túc, danh sách thí sinh trong phòng không ổn, một giám thị quay người nói nhỏ với đồng nghiệp mau báo cáo đại nhân nghĩ cách ngay tin tức về sự kiện lớn tại cổng cống viện nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành bên trong cửa hữu ế bùi vân ảnh vừa từ từ thần điện ra vệ quân điện tiền ti lúc này đang thay ca trực chỉ còn vài người lẻ tẻ canh gác trong doanh trại anh vào phủ điện soái vừa tháo đao bên hông tiêu trục phong từ ngoài bước vào anh vốn như khúc gỗ Khuôn mặt Tuấn Tú không bao giờ bộc lộ cảm xúc, hôm nay lại hiếm khi lộ ra vài phần vui vẻ. Bùi Vân Ảnh không khỏi nhìn anh vài lần, hỏi: "Sao vui thế? Nhặt được tiền à?" Tiêu Trục Phong bước tới bàn ngồi xuống, nói: "Cống viện xảy ra chuyện." Bùi Vân Ảnh khựng lại. "Có một học sinh chết, ngoài kia nói có người hạ độc vào lương khô trong cống viện." Bùi Vân Ảnh nhấn mày, ngả người vào ghế, "Không thể nào." Không ai ngu mốc đến mức bày trò này để đối phó một học sinh. Hàng năm, các việc trong kỳ thi thu do lễ bộ chuẩn bị, lương khô càng là chuyện quan trọng, không thể nào bị hạ độc. Hơn nữa, thi thu kéo dài 9 ngày 7 đêm, thi sinh đều ở trong phòng thi, nếu muốn hạ độc, sao phải làm chuyện phô trương thế này? Bùi vân ảnh ngẫm nghĩ, tin đồn từ đâu ra? Nghe nói học sinh chết phá cửa sổ phòng thi, chạy ra ngoài khi chúng độc thì trong và ngoài cống viện đều thấy. Dừng lại một chút, Tiêu Trục Phong nói tiếp, Binh Mã Ti cũng đang ở cổng cống viện. Binh Mã Ti, phu nhân phủ thái phủ tự khanh gây rối ở cổng cống viện, con trai bà ta thi năm nay, lễ bộ không cho ra, bà ta gọi Binh Mã Ti giúp đỡ. Nghe vậy, dường như nghĩ đến ai đó, bùi vân ảnh nhíu mày, đổng lân. Thiếu gia phủ thái phủ tự khanh mà anh từng gặp, người bệnh lao phát bệnh nặng ở chùa Vạn Ân, không ngờ năm nay cũng thi, xem ra sức khỏe đã hồi phục. Anh ngồi trên ghế, cúi đầu suy nghĩ một lúc, cười nhạt, có vẻ lễ bộ đã đắc tội ai rồi. Trong cống viện có một học sinh chết, tin đồn lan truyền khắp nơi, đúng lúc phu nhân phủ thái phủ tự khanh lại đến gây rối, còn kéo theo binh mã ti, không thể nào là ngẫu nhiên. Đã vậy, Bùi Vân Ảnh cười, chúng ta cũng thêm một ngọn lửa tiêu trục phong và anh nhìn nhau lập tức hiểu ý anh muốn can thiệp người của chúng ta ở lễ bộ đã quá lâu vị trí bên trên không đổi làm sao bên dưới lên được anh cười lúm đồng tiền thấp thoáng cơ hội tốt như vậy không thể bỏ qua điện tiền ti lúc này không tiện ra mặt ai nói điện tiền ti anh điềm tĩnh nói tất nhiên là tìm người đưa tin này đến phủ mật viện phủ mật viện là đối thủ của điện tiền ti để phủ mật viện ra mặt Điện Tiền Ti đứng ngoài xem, không dính chút lửa nào, không gì tốt hơn. Tiêu Trục Phong im lặng một lát, cũng được. Bùi Vân Ảnh ngẩng đầu, ánh nắng chiếu qua khe cửa lên mặt, phủ lên ngũ quan tuấn mỹ một lớp ánh sáng mềm mại, anh nghiêng đầu, nhìn ra xa qua khung cửa sổ, giọng nói có chút khó hiểu. Kinh thành này, thật ngày càng náo nhiệt. Cổng Cống viện cực kỳ náo nhiệt. Ngoài dân chúng đứng xem, chẳng mấy chốc người của binh mã ti hình ngục ti học sĩ viện đều đến thậm chí người của phủ mật viện cũng không biết nghe tin từ đâu đến cổng cống viện bắt người hoàng đế biết chuyện cống cử xảy ra chuyện giận dữ chỉ định đại thần điều tra viện thái y phái thái y đang kiểm nghiệm độc tố của học sinh chết vải quan coi thi của lễ bộ lòng đầy lo lắng nhưng lúc này tiến thoái lưỡng nan bao nhiêu ánh mắt đang nhìn dù muốn giờ trò cũng khó thị lang bên kia cũng không có tin tức, vì họ vẫn ở cống viện, không biết tình hình trong cung lúc này, thị lang lễ bộ lúc này cũng tự lo chưa xong. Thái y đến nghiệm thi thể, bước tới trước học sĩ viện trịnh học sĩ, đại nhân, đúng là trúng độc mà chết, khoảng hai canh giờ trước phát độc. Hai canh giờ trước, kỳ thi thu vẫn chưa kết thúc. Trịnh học sĩ vuốt dâu, xem ra, hung thủ vẫn còn trong phòng thi này vòng thi cuối cùng của kỳ thi thu đã kết thúc nhưng lúc này tất cả thí sinh đều ở trong phòng thi không dám ra trong cống viện xảy ra án mạng các thí sinh và quan coi thi đều có thể là hung thủ quan của lễ bộ dù muốn giấu diếm lúc này bao nhiêu ánh mắt nhìn vào cũng không thể động tay chân khi biết con trai không sao đồng phu nhân lên xe ngựa về phủ lúc này nhiều bên thế lực tụ tập như vậy diễn biến sự việc không còn trong tầm kiểm soát của bà Tốt nhất là giữ mình an toàn. Một khi biết con trai Bình An, người mẹ luôn có thể tỉnh táo rất nhanh. Vài quan coi thi vẫn muốn che giấu, nhưng người của binh mã Ti và hình ngục Ti đã bắt đầu kiểm tra danh sách thí sinh trong phòng thi, vốn là kiểm tra thường lệ, dù sao phải xác định người tình nghi. Nhưng không kiểm tra thì thôi, một khi kiểm tra, trong cống viện có đến 12 thí sinh, danh sách và người không khớp. Để tránh có người trà trộn vào phòng thi gian lận, danh sách không chỉ có tên thi sinh mà còn có hình vẽ. 12 người này có vẻ ngoài khác biệt. Người của phủ mật viện liếc nhìn vài quan coi thi, đột nhiên cười lạnh. Thật là, các đại nhân mắt vẫn tốt, sao không thấy sự khác biệt rõ ràng như vậy? Các thí sinh khác đã ra khỏi phòng thi, bất an nhìn về phía 12 người trước mặt. Chi sự của binh mã ti đặt tay lên đao bên hông, nhìn 12 người lạnh lùng nói, Xem ra không cần điều tra, 12 người danh không thực này chính là hung thủ hạ độc. Hạ độc trong cống viện, mưu sát đồng niên, theo luật phải chém. "Không!" người trẻ nhất trong nhóm 12 vô thức kêu lên, "Lão gia, đại nhân, oan cho tiểu nhân, cho tiểu nhân 100 lá gan cũng không dám giết người, chuyện này không phải do tiểu nhân làm." Anh ta vừa hét lên, những người xung quanh cũng phản ứng, cùng nhau quỳ xuống kêu oan chỉ sự không động lòng, nhìn xuống họ từ trên cao, nói láo, lừa dối. Nếu không phải các ngươi hạ độc, tại sao lén lút trà trộn vào phòng thi, thí sinh thật bị các ngươi làm gì rồi, chẳng qua là giết chết họ. Ở dưới chân thiên tử mà mưu sát, tâm địa thật đáng chết. Anh ta vừa dọa nạt, quả nhiên làm đám người kia sợ mất hồn. Phải biết, gian lận thi cử cùng lắm chỉ là vào ngục, không đến mức mất mạng, nhưng nếu liên quan đến mạng người, thì là tội chém đầu. Họ chẳng qua chỉ thay người thi cử, muốn kiếm chút tiền tiêu, nhưng phải mất mạng vì ít tiền, mốc mới làm chuyện này. Người trẻ nhất phía trước quyết định nhanh chóng, dập đầu mạnh xuống trước mặt chi sự, bi phẫn nói, đại nhân, đại nhân, thật sự không phải tiểu nhân hạ độc, tiểu nhân vào phòng thi, chỉ là thay người thi, tiểu nhân thay người thi thu, chỉ vậy thôi, tuyệt đối không dám hại mạng người. Anh ta nói to không né tránh ai không biết nói cho các đại nhân hung dữ trước mặt hay nói cho ai khác nhưng làm trong và ngoài cống viện nghe rõ ràng thay người thi thu thay người thi câu nói vừa dứt đám đông ồn ào hẳn lên những quan binh vây quanh cống viện lộ ra nụ cười hiểu ngầm mấy giám thị trước phòng thi lập tức tái mặt phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn